Đến với vùng cao xứ Thanh là đến với ẩm thực, và trong đó không thể không kể đến thịt bò khô Mường Ca Gia ở Hồi Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa. Miếng thịt được đập tơi, xé nhỏ rồi bày lên đĩa. Nước chấm có hạt dồi mắc khén, vắt một ít nước chanh, chấm với tương ớt, súp chanh. Thực khách sẽ cảm nhận được độ thơm ngon của thứ đặc sản vùng cao này. Bò khô Mường Ca Gia sử dụng nguyên liệu đảm bảo từ thịt bò nuôi tại địa phương, đem đến món ăn thịt bò khô đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Bò khô của Mường Ca Gia được tẩm ướt và chế biến bằng phương pháp thủ công với nguyên liệu là gia vị sẵn có ở địa phương, vừa độc đáo vừa mang bản sắc núi rừng. Bò khô Mường Ca Gia mang hương vị đặc trưng truyền thống thịt bò khô miền núi, cho vị thơm ngon nhớ mãi, sản phẩm phù hợp cho ngày Tết và các dịp liên quan. Hiện tại ở thị trấn Hồi Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa có cơ sở sản xuất chế biến thịt bò khô sấy, đó là thịt bò khô Mường Ca Gia, để đáp ứng nhu cầu của thực khách gần xa. Và theo anh Phạm Văn Thuyền, một chủ sản xuất bò khô sấy ở Hồi Xuân, Quan Hóa cho biết, cơ sở của anh sản xuất và tiêu thụ ra thị trường vươn đến các thành phố Thanh Hóa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Theo kinh nghiệm, muốn có thịt bò sấy ngon, khâu lựa chọn và chế biến nguyên liệu giữ vai trò quyết định. Trước tiên chọn thịt chắc, thớ dọc, tươi và ngon. Và loại thịt bò tại địa phương mới đáp ứng đầy đủ những yêu cầu này. Khối thịt được sắt thành từng miếng có độ dài 15-17cm, rộng từ 5-7cm, rồi rửa sạch, rồi trộn thêm các loại gia vị. Thịt bò khô Mường Ca Gia có vị thơm ngon của thịt, vị cay của các gia vị. Tất cả toát lên sự hấp dẫn và mời gọi. Đó là hương vị của núi rừng. Nhu cầu bò sấy ngày càng lớn. Thứ đặc sản này đang được đưa đến khắp mọi miền, góp thêm hương vị núi rừng miền Tây Thanh Hóa trong các mâm cơm và các bàn tiệc của mỗi gia đình. Những người vùng xuôi lên miền Tây công tác, sinh sống lâu dài hoặc lên chơi thăm bạn bè, nhận thấy sự độc đáo hấp dẫn của món bò sấy nên thường đưa về quê làm quà, chiêu đãi người thân. Lâu dần đặc sản thịt bò khô vượt ra khỏi phạm vi các huyện vùng cao để về xuôi, về đồng bằng và thành phố, trở thành món ăn được yêu thích, ưa chuộng.